Xin mến chào quý chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ một tuyến đường ở tỉnh An Giang, Long Xuyên. Thì hiện nay mình đang ở cái khu vực của An Phú, Châu Thành của Long Xuyên, An Giang, đi về hướng Châu Đốc các bạn, về hướng Chi Tôn. Bây giờ mời quý chú anh chị cùng theo dõi ngày mới Cuộc Sống Miền Tây. Cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành cùng với Cuộc Sống Miền Tây, ngắm cảnh của thành phố An Giang, tỉnh An Giang ngày nay, hôm nay ra sao nhé. Đây là hình ảnh trên đường, mình ra ghi lại những hình ảnh này các bạn. Thì phố của Long Xuyên, An Giang ngày nay thì phát triển rất là đẹp nha. Đây là cái trường này các bạn, đây trường Nguyễn Khiêm nha các bạn, trường học. Còn bên này dọc dài thì các bạn nhìn thấy hiện bây giờ thành phố Long Xuyên nó thay đổi rất là nhiều, nhiều nét nó rất cực đẹp, nhiều ngôi nhà nó cũng rất khang trang hơn, và những hàng cây xanh giữa đường cũng tạo nên những cái vẻ mỹ quan cực đẹp các bạn khi đến thành phố Long Xuyên. Hiện bây giờ thì mình dọc từ ở dưới Long Xuyên lên các bạn, thì mình đi hướng về Châu Đốc đó các bạn. Thì hôm nay trời thời tiết nó cũng rất là đẹp, cho nên ghi lại những hình ảnh này gửi đến quý cô chú anh chị xem cái phong cảnh của Long Xuyên ngày nay như thế nào. Đó, các bạn nhìn thấy phong cảnh của thành phố Long Xuyên ngày nay nha, ở An Giang các bạn.
Thì nên mình đi một chút xíu nữa là mình về tới ngã ba Lầu Tẻ, về Chi Tôn rồi đó các bạn. Đây các bạn, thì mình đi qua cái khu vực này thì phía trước mình là tới cái lộ tẻ hướng về Chi Tôn đó các bạn. Bây giờ mình đi qua khu vực này từ từ để cho các bạn xem nha. Thì phía trước mình gần tới về cái hướng Chi Tôn An Giang về núi Sam Châu Đốc Bà luôn đó các bạn. Như thế bây giờ hình ảnh này mình đang ghi lại cho các bạn xem. Còn phía trước này là tới khu vực này các bạn, đây là chỗ ngã ba Lẩu Tẻ nha các bạn, hướng về Chi Tôn với đi vào cái núi Sam Châu Đốc các bạn. Bây giờ mình đi dẫn bên đây nha. Thì ở phía chỗ này cũng có cái điểm mà dừng chân cho quý khách du lịch để ghé vào này các bạn, rất là đẹp nha. Đây là cái chỗ này là khách sạn hotel luôn, để phục vụ cho bà con khách du lịch để tham quan của thành phố Long Xuyên An Giang đó các bạn. Thank you.
Rồi bây giờ cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình. Xin tạm biệt.